Alo, chào mọi người nha. Hôm nay xin quay cái máy ép gối gửi về Hà Nội nè mọi người. Đó, máy ép gối. Thì ở đây quy trình ép á, là nó có một cái mâm ép. Mâm này kích thước của khách hàng đặt là 800 nhân cho 1,2 m nè. Ép cho những cái gối mà gối giống như phải đệm, là gọi là cái đệm cho em bé nằm á. Này nên nó ép đệm cho em bé nằm nè, ép để thành phẩm vô bọc đó. Ở đây có lưỡi dao ép nhiệt bằng công nghệ hàn ngắn mạch, lưỡi dao ép nhiệt bằng công nghệ hàn ngắn mạch. Ở trên đây thì có cái lưỡi dao chạy xuống nè, nó chạy tự động luôn mọi người nha. Có hai cái bên nhỏ hai bên để nó ép xuống cái dao đó. Ở trên đây thì có hai cái bên ép lớn là để nó ép cái mâm xuống, ép mâm xuống. Bên này có một cái máy điều chỉnh hàn nhiệt, máy ép ni lông hàn 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 nhiệt đấy. Bên này có một cái tủ điều khiển nhiệt. Cái này có cho thêm một cái cọng dây để xe cua cho họ cho khách hàng để hàng hàng bọc nè. Khi mà hàng đứt dây đó thì cho thêm cọng. Trong này có tủ điều khiển, có CB bảo vệ, có timer để đếm thời gian ép. Rồi ở phía dưới này có con cốc này để đạp để cho mà bàn ép nhiệt nó chạy xuống tự động. Này làm sẵn cái ống hơi, ống 10 ly để cấp hơi cho máy nó chạy. Máy này nó ép bằng lực hơi nén nè mọi người nha. Đấy, lực hơi nén. Bây giờ mình có thể cho nó ép thử nè. Đó, này là mâm đi lên đi xuống nè, mâm đi lên đi xuống. Bây giờ cho mâm xuống nè, mình bỏ, tại không có cái gối nữa, mình bỏ đại cái bọc ép thử. Rồi cho nó ép thử xuống nè. Đó, ép xuống ngăn nắp đâu đó rồi bắt đầu mình mới hàn, mình cho nó hàn. Cho nó hàn bọc thì mình chỉ cần mình đạp cái đạp này nè là nó sẽ chạy xuống, nó hàn. Mà chưa mở máy hàn nhiệt nữa chứ. Chưa mở máy hàn nhiệt. Bật on máy hàn nhiệt. Đạp cho chạy xuống. Chết mẹ rồi. Xong nó tự chạy lên cái mấy hàng này, cái mấy hàng nè mọi người. Tao quay phim rõ cho ta, mấy hàng này chắc nịch luôn, hàng này ép lại ngấu hết luôn nè, ép phải ngấu là nó mới dính nè. Ép ngấu lên nó mới dính. Thử một cái nữa. Kỳ ha. Áp khoảng 3 kg thì được. Ép nhiều quá nó chảy luôn. Chảy bọc luôn. Để thời gian lâu quá là nó nghiến là chảy, nó chảy luôn, bọc luôn, là mà nhưng mà nó dính gương rất là tốt. Ép thêm đường nữa trong này. Làm phát nữa đẹp không? À, nó đúng thời gian thì nó sẽ tự dỡ lên. Này có vẻ đẹp hơn nè. Chờ nó nguội chút.
nóng quá. Nó nguội cái bọc lại là nó hàng nó dính nè. Máy ép. Về mâm, về phần cơ khí thì làm rất là chắc chắn luôn. Đó. Trụ rất là chắc luôn. Ở đây là hai cái đố vuông. Hai cái đố vuông. Hai cái đố vuông này giúp cho cái việc hàng nó một cách nó chắc nhất. Bây giờ đấy. Rồi, cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình nha. Chào tạm biệt mọi người. Máy hàng ép luôn, giá rẻ mọi người nha.